Thưa quý vị và các bạn, để phục vụ nhu cầu sử dụng thực phẩm tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán, các trang trại, gia trại chăn nuôi trên địa bàn huyện Khoai Châu đã chủ động tăng cường sản xuất chủ động nguồn hàng, đa dạng về chủng loại và đảm bảo về chất lượng, sẵn sàng cung ứng ra thị trường. Những ngày này, gia đình ông Nguyễn Văn Vẻ, xã Hùng Tiến, huyện Khoai Châu đang tập trung chuẩn bị nguồn thực phẩm phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2021. Trong dịp Tết, nguồn thực phẩm người dân sử dụng tăng cao. Gia đình tôi đã phải bảo vệ đàn gia súc vật nuôi một cách nghiêm ngặt về vệ sinh an toàn sinh học cho đàn vật nuôi. Năm nay, gia đình nhà tôi sẽ cung cấp được ra thị trường khoảng 40-50 tấn thịt lợn và 50-60 tấn thịt bò. Tại xã Đông Tảo, vùng chăn nuôi gia cầm tập trung lớn của huyện Khoai Châu, các hộ nông dân đang tất bật chăm sóc cho đàn gà Đông Tảo chuẩn bị xuất bán phục vụ Tết Nguyên đán. Năm nay, thời tiết khá thuận lợi, không có dịch bệnh xảy ra, nên đàn gia cầm nói chung và đàn gà Đông Tảo nói riêng dồi dào về số lượng, chất lượng tốt, giá cả phù hợp. Toàn xã có khoảng 700 hộ chăn nuôi với số lượng khoảng 10.000 con gà Đông Tảo. Tết Nguyên đán năm nay, các hộ chăn nuôi tại đây cung cấp ra thị trường khoảng 40-50 tấn gà thịt với giá bán từ 180.000 đồng đến 250.000 đồng trên 1 kg và hàng trăm con gà biếu Tết với giá bán từ 1.500.000 đồng đến 5 triệu đồng trên một con. Ngay từ đầu năm thì bà con nhân dân trong địa bàn xã Đông Tảo đã tập trung chăm sóc cái đàn gà, tiêm phòng cho đàn gà ngay từ đầu theo chu kỳ. Thức ăn cho gà thì bà con cũng tuyển lựa rất là kỹ, đặc biệt là trong cái dịp rét này là phải bảo quản thật tốt, giữ ấm cho đàn gà để làm sao là đảm bảo cái sức khỏe của con gà đến dịp Tết này mới có gà để cung cấp cho thị trường được. Trên 1.000 trang trại, gia trại chăn nuôi lớn nhỏ ở huyện Khoai Châu đã và đang chủ động nguồn thực phẩm dồi dào như cá, thịt lợn, thịt bò, thịt gà, sẵn sàng phục vụ thị trường Tết, đồng thời tăng cường phòng chống dịch bệnh, bảo vệ đàn gia súc gia cầm.